Bánh mì dài quá. Trời mưa ăn bánh mì hot dog ngon nhỉ mày. Quá ngon rồi. Ăn thích chưa? Ngon lắm. Ăn rồi. Chán thật đấy. Trời mưa này chả làm ăn được gì. Đói quá. Giờ ước gì có cái gì ăn thì không ăn hết mấy nhỉ. Ui, không nên nhóc rồi. Ăn này nhầm hoàn lắm xin đấy. Ui, hảo luôn. Ui, hảo ơi. Đưa người cho anh miếng. Cái gì đấy? Bánh gì đấy? Bánh mì hot dog. Bánh mì hot dog. Ôi, hảo cho anh miếng hả? Ai đây? Không cái lốc mà. Cho anh miếng. Thế không nhớ cái vụ lần trước hả? Vụ nào? Hả? Đúng không? Cái hai đứa ăn cái gì của anh hôm nọ, ăn bữa loại nhỉ? Ăn gì nhỉ? Xúc xích đi. Mang gửi anh không ạ? Bóng lô. Không nhớ à? Mang gửi anh không ạ? Mang gửi anh gì không? Này. Nhanh quên đi. Cho anh miếng. Không, bánh mì ngon lắm. Nương. Hậu. Bánh mì thật lâu rồi anh nhỉ? Bánh hamburger luôn. Anh đói lắm rồi, cho anh miếng. Em cho bố hoa. Nhưng mà em sót em nếm hết rồi. Nếm hết cái bánh mì rồi. Đúng rồi. Ê. Hai đứa bọn em ăn tham cho vừa rồi nhá. Cho anh miếng. Đi cho anh miếng à, tí. Vâng. Anh cho à. Này anh nhá, ăn mà phải bô la một nhất. Giờ ăn bánh mì hết bớt. Mà lớn đầu rồi, cứ đi xin đồ ăn của các em. Đại thật đấy. Anh đầu to. Thật. Rồi đi làm ăn. Chả mua đồ ăn cho bọn em nhỉ. Thế bọn em thách thức anh đúng không? Coi thường anh đúng không? Coi thường anh. Đúng không? Nào để xin đồ ăn của em. Thôi vậy, nhớ nhá. Vậy là sao hết tiền nhớ rồi. Lên mặt nhá. Hãy chờ đấy. Ông này đéo thật đấy. Ngon lắm nhỉ. Chúng mẹ ăn. Rồi đi làm cái bánh mì khổng lồ đi nhỉ. Đấy các bạn ơi. Bánh mì mình đã chuẩn bị đây các bạn nhìn này. Đấy đã mua về rồi các bạn nhá. To gấp trăm lần cái bánh mì hot dog ngoài kia các bạn ạ. Của thằng em trai và đứa em gái mình các bạn nhá. Đấy, dám coi thường mình các bạn ạ. Dám khinh thường mình các bạn ạ. Đấy, cay thật đấy. Hôm nay mình các bạn ạ, mình sẽ chứng tỏ cho là đừng bao giờ coi thường người khác các bạn ạ. Đấy, hôm nay lại kiểu gì lại ra tí lại xin mình miếng các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Khổng lồ luôn các bạn nhá. Xúc xích mình để ở kia luôn rồi các bạn ạ. Bánh mì này to quá mình không cầm nổi xúc xích thì mình để ở kia các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi chế biến cái bánh mì hot dog siêu to khổng lồ để trả thù đứa em trai em gái mình các bạn nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác các bạn ạ. Hãy chờ đấy. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi rán xúc xích các bạn nhá. Sau đó là mình rải rau lại rải xúc xích lên nữa là cho mazole với lại tương ớt vào là thành các bạn ạ. Đấy. Có dám hai đứa em mình dám thách thức mình các bạn ạ. Làm bánh mì hot dog khổng lồ các bạn nhá. Đừng coi thường mình các bạn ạ. Đấy. Hôm nay mình sẽ lại dạy cho đứa em mình nhá, này. Thằng em trai mình một bài học các bạn nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác. Rồi. Tí ra xin miếng cho mình lại dạy một bài học các bạn ạ. Đấy. Dám thách thức mình các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Các bạn này đã khổng lồ chưa? Rất nhiều xúc xích luôn, chỗ này phải gần 20 cái các bạn nhá. Đấy. Siêu ngon luôn các bạn ạ. Ôi ôi. Vàng sộm luôn các bạn nhá. Chín rồi đấy. Mình sẽ vớt ra. Cái nào chín rồi mình vớt ra các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bổ cái bánh mì ra các bạn ạ. Đấy. Cho mazole vậy slash vào các bạn ạ. Thành cái bánh mì hot dog khổng lồ luôn các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Cái mì của mình to lắm. Bự luôn. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình cho rau slash vào các bạn ạ. Ăn cho nó tươi mát các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, rải rau xong rồi, bây giờ mình cho thêm xúc xích vào các bạn nhá. Đấy. Siêu ngon luôn các bạn ạ.
Ui ôi. Đấy các bạn nhìn chưa? Quá là ngon luôn. Đấy. Cái bánh mì này mình rất chi là tốn nhiều xúc xích các bạn nhé. Đấy. Đã luôn các bạn nhìn chưa? Rồi. Bây giờ đến phần công đoạn là cho marole các bạn ạ. Đấy, nhanh để ra cả kia. Đấy các bạn ơi. Giờ đến công đoạn này các bạn nhé. Đấy các bạn ấy chuyên nghiệp chưa? Úi giời. Úi giời ơi. Các bạn ấy ngon chưa? Tiếp. Cường ớt này các bạn này. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Đó. Đấy, rất chi là khổng lồ luôn bạn nhá. Bây giờ mình sẽ mang ra ngoài kia để cả khịa thằng em mình cho đứa em mình các bạn nhá. Đấy, let's go. Chắc ông Hưng ấy cho một xúc xích hết mẹ tiền uống đâu ấy nhỉ. Thật. Thật nhiên lớn đảo dặn đi xin đồ ăn của các em nhỉ. Kinh. Anh ơi, nhờ xúc xích thế. Ê, làm cái gì đấy, làm gì đấy, cướp à, cướp à. Ê. Ăn miếng. Không có miếng mà hỏi gì hết nha. Anh đúng là anh trai của em ha. Lao lao. Một cái roi bây giờ đấy. Em hết xúc xích rồi. Này. Không làm mà rồi có ăn thì chỉ có ăn cướp thôi em ạ. Kìa, đống cướp trâu kìa. Đây này. Đây này, đây này, ăn đây này. Anh này. Đây, ăn đi. Anh đúng là anh trai của em. Nói đồng mắt đồng em cướp. Ăn đi. Anh ăn làm sao hết được? Không ăn hết cũng được. Vừa thế vừa ai khinh thường ai đấy. Hả? Anh ơi. Thế vừa coi thường ai? Khinh thường anh trai, anh không gặp. Hả? Không. Hả? Không, ai khinh thường anh đâu. Bây giờ ra làm quen à? Anh ủi ngoan nhé. Mà em đợi chưa? Wow. Đưa bê đỡ em đỡ một đầu. Hả? Đưa đỡ em một đầu. Lặng lặng lặng. Thôi mình anh đỡ rồi. Anh đoàn cái bài. Mà gì? Anh làm bánh mì hot dog to à thế? To. Bánh mì to à? Lần đầu tiên mà em nhìn thấy đấy. Anh cay bọn em coi thường anh mà thách thức anh là bánh mì hot dog à? Ui, tờ gấp mấy chục cái bánh mì của em luôn á. Ai em khinh thường anh đâu vậy? Cút. Em có khinh thường anh đâu. Cút đi. Bà xúc xích của anh ăn ngon thật cút, đấy. Cút đi. Cho em thử miếng á. Em xin lỗi anh nha. Em xin lỗi anh Hưng. Giờ từ giờ nha quá. Từ giờ bọn em không dám khinh thường anh nữa. Từ giờ em sẽ không đi khinh thường anh nữa. Không được khinh thường anh nữa chưa? Vâng. Đấy. Anh lại dạy bọn em một bài học. Vâng. Ở đời không được coi thường người khác. Vâng, chưa? Vâng. Nước là sao không được khinh thường anh Hưng nhá. Đứa này nhớ chưa? Vâng. Ừ. Đấy thì đó. Ui ôi, lặng anh ạ. Ui. Hê. Bỏ gậy nhá. Anh lưng cầm gậy. Xích ngon thế. Rồi, em rút dậy ra. Rút dậy ạ. Wow. Đấy, lương đã đời luôn. Lương ra đợi lâu này. Thế lại ăn rồi gì anh? Cứ thế ăn thôi. Thì ăn hết thôi. Chưa bao giờ ăn một cái bánh mì nào đã như hôm nay. Đấy các bạn ạ. Hôm nay mình lại dạy cho hai đứa em một bài học các bạn nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác. Đấy. Thế ăn đi. Ăn nhá. Đau không? Xúc xích của anh ngon mật đấy. Bánh mì ngon lắm ạ. Ngon hơn của bọn em. Đấy, khoa. Ngon. Ngon lắm. Ăn đi. Ăn cả rau vào cho nó béo, cho nó gầy bớt đi. Ngon, ăn rau vừa mắt thôi. Con gái con đứa mà béo ú ú. Đấy bạn ạ. Ui. Thề luôn ạ, chưa bao giờ ăn như kiểu như này bao giờ. Đã rồi. Đã ăn rồi. Ừ. Đã không? Ừ. Ui. Nhiều xúc xích chưa anh? Ngon. Ngon. Ngon ạ. Lần đầu tiên em thấy cái bánh mì hot dog ta đùng như này luôn. Cháu cắn rớt tay anh. Ăn tham. Đứa em gái ăn tham ạ. Mọi người mình ăn. Đấy, tôi để ý không ạ.
ăn rau nhiều vào cho mát. Ngon thật bạn ạ. Ngon. Đây ạ. Ui. Ngon thật đấy các bạn. Bánh mì ngon lắm. Tuyệt vời các bạn nhé. Bánh mì hot dog khổng lồ ăn ngon nhỉ? Đã nhỉ? Đã quá đã. Macaroni quấn quanh mồm luôn. Anh không ơi, anh làm gì mà giàu ấy? Em bảo em mua xúc xích hết tiền rồi cơ. Đúng rồi, anh giàu ấy. Hay anh có quỹ đen đúng không? Anh đầy tiền. Thế á? Ui, không anh được, Hậu ơi, không sao mình chơi cua đây. Không được khinh thường anh, nếu mà không khinh thường anh thì ngày nào anh cho ăn hot dog khổng lồ. Đấy, ngon hả các bạn? Thì các bạn ơi, tài liệu của mình xin dừng lại đây các bạn nhá. Hôm nay mình dạy cho hai đứa em mình một bài học các bạn ạ. Đừng bao giờ coi thường người khác các bạn nhá. Vâng ạ. Đấy. Giờ em sẽ không khinh thường anh lần nào nữa. Giờ em không khinh thường anh nữa. Hứa đi. Hứa. Mình hứa các bạn nhá. Mình hứa. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Bye bye. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.